chào các bạn, tôi là Nam và hiện tại tôi đang có mặt tại bãi bàn của hòn đảo Hòn Sơn Rái. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ trên một chuyến hành trình khám phá tất cả các bãi biển đẹp ở Hòn Sơn Rái nhé. Hòn Sơn hay còn gọi là xã Lại Sơn nằm ở giữa Hòn Tre và đảo Nam Du. Để tới được đây, bạn sẽ mất khoảng 1 tiếng 30 phút nếu đi tàu cao tốc và 3 tiếng nếu đi tàu bình thường. Bãi biển đầu tiên mà chúng tôi tới có tên là bãi cây dừa nằm. Sở dĩ bãi có tên là cây dừa nằm vì ở đây có một cây dừa nằm dài ra phía biển rất là đặc biệt. Bãi Bàng là một trong những bãi biển đẹp và lớn nhất tại Hòn Sơn và nó chỉ cách cây dừa nằm khoảng mấy phút đi xe thôi các bạn. Và nơi đây thì có vô vàng những cái chỗ để bạn có thể tha hồ chụp những tấm hình siêu đẹp, siêu chất tại đây. Đường đi trên đảo dài khoảng 17 km nên bạn dễ dàng khám phá hết một vòng đảo với thời gian rất là ngắn. Buổi tối trên đảo khá là nhộn nhịp với nhiều món ăn ngon và bạn cũng sẽ có rất nhiều sự lựa chọn để mà chọn món ăn cho mình và giá cũng rất là rẻ chứ không mắc đâu các bạn. Vâng, và đó là tất cả những gì chúng tôi trải nghiệm tại Hòn Sơn Rái, từ chinh phục đỉnh núi Ma Thiên Lãnh cho tới những bãi biển đẹp nằm sát nhau. Bạn chỉ cần cách mấy phút bạn có thể tới được từng bãi tắm. Và chuyến hành trình tiếp theo chúng tôi sẽ tới hòn đảo rất là nổi tiếng mà khi nghe tới tên chắc chắn tất cả mọi người đều biết, đó là đảo Nam Du. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo và chúng ta cùng khám phá hòn đảo Nam Du nhé.